7 đặc điểm của người có phúc khí, càng sống càng hưởng phúc. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, phúc khí là gì? Phúc khí không phải là việc chúng ta giàu có cỡ nào, tiền bạc nhiều bao nhiêu, cũng không phải là sở hữu bao nhiêu nhà cao cửa rộng. Phúc khí là sự may mắn có thể biến nguy thành an, hóa dữ thành lành. Phúc khí chảy vào huyết mạch của con người. Đi đến đâu, có quý nhân tương trợ đến đó. Phúc khí chính là cốt cách làm người, xử lý mọi việc một cách ngay thẳng, chính trực. Phúc khí là sự đối đãi, giúp đỡ người khác một cách chân thành, không vụ lợi. Người có phúc khí đều có chung 7 đặc điểm sau đây. Hãy xem đó là những đặc điểm gì và bạn đã tích lũy cho mình được bao nhiêu trong số này nhé. Thứ nhất, sự tự tin căng tràn trong lồng ngực. Trời sinh ta, ắt hữu dụng. Bạn muốn sống tốt, trước hết từ trong thâm tâm bạn phải thực sự tin vào chính mình. Gặp người không bằng mình, không kiêu căng, cũng không tùy tiện so sánh bản thân. Gặp người hơn mình cũng không nhụt chí, suy sụp hay đố kỵ. Hãy luôn giữ trong lòng một tâm thế bình tĩnh, phát huy hết ưu điểm và sở trường của mình. Bình thản tiếp thu khuyết điểm và thiếu sót, không ngừng rèn luyện tu dưỡng bản thân. Điều thứ hai, sự lương thiện toát ra từ trái tim. May mắn luôn đến từ sự lương thiện. Vì thế, muốn có được vận khí tốt, đầu tiên, bạn phải là một người lương thiện. Một người lương thiện luôn đối xử với người nhà ân cần chu đáo, với bạn bè chân thành tốt bụng, với người không quen cũng dịu dàng dễ chịu. Biết đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nhiệt tình giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn. Đối nhân xử thế có chừng mực, không cay nghiệt, hà khắc, không ngạo mạn khác người, không so đo tính toán, càng không lôi khuyết điểm và những điều họ quan tâm ra làm trò đùa. Luôn giữ thái độ tôn trọng người khác, cho dù họ có học vấn ra sao, nghề nghiệp thế nào, và chân thành chúc phúc cho niềm vui dù là nhỏ bé của họ. Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh, bởi thông minh là một loại thiên phú, còn lương thiện lại là một lựa chọn. Để rồi dù trải qua nhiều trắc trở, nhìn thấu nhiều thế sự, bạn vẫn lựa chọn lương thiện, lựa chọn làm người tốt. Một người không có phúc khí, phải xem họ có phải là người lương thiện hay không. Ở hiền gặp lành, người có lòng lương thiện bất luận gặp phải chuyện gì cũng sẽ có quý nhân ra tay giúp đỡ. Ngược lại, họ cũng không bao giờ ngại khó khăn, ngại khổ hay sợ chịu thiệt mà từ chối giúp đỡ cho người khác. Làm việc thiện không màng tới báo đáp, đối xử tử tế chân thành với những người quanh mình. Có ơn sẽ báo ơn, trân trọng mọi thứ mình có. Đó là cách hành xử của những người có phúc khí. Những người có tấm lòng lương thiện, dù có nghèo cũng không để mình rơi vào cạm bẫy của sự cám dỗ. Dù giàu có cũng không bán rẻ lương tâm. Một lòng hướng thiện, phẩm chất đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm việc hại người. Dù có thể sẽ có lúc chịu thiệt thòi hay bị lừa gạt, nhưng điều đó chỉ là nhất thời. Ông trời không bao giờ ngược đãi người tử tế. Con người bất kể ở độ tuổi nào đều phải sống lương thiện. Lương thiện ở đây không phải là diễn kịch cho người xem, mà là thành tâm thành ý. Lương thiện không vì danh lợi, chỉ là để không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Sự lương thiện xuất phát từ tấm lòng. Giả vờ cũng không được, mà diễn càng không được. Lương thiện là một loại sức mạnh có thể khiến con người trở nên ngay thẳng và trung thực. Đó chính là phẩm chất đạo đức tốt, giúp con người ta có được một đời an yên, viên mãn. Làm người nhất định phải lương thiện. Lương thiện giúp chúng ta tích lũy thêm phúc khí, chuyển hung hóa cát, biến chuyện lớn thành nhỏ,
chuyện nhỏ thành không có gì. Ngược lại, những người làm việc xấu, ức hiếp người khác, sớm muộn cũng có một ngày tai họa sẽ ập đến. Đó là luật nhân quả ở đời, muốn tránh cũng khó. Người lương thiện ắt sẽ gặp may mắn, phúc lớn, mệnh lớn. Những người thực sự có phúc khí đều là những người lương thiện. Từng việc chúng ta làm, trời xanh đều chứng giám. Con người càng lương thiện, trời càng ưu ái chở che. Tâm càng tốt, phúc đức tự nhiên sẽ càng nhiều. Thứ ba là có dũng khí chảy trong huyết quản. Mạnh Tử từng nói: phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Dũng khí chính là một loại sức mạnh tinh thần, một loại khí tiết. Người có dũng khí không bị cuốn theo tiền bạc, giàu có, không vì nghèo khó mà thay đổi chí hướng của mình, cũng không khuất phục bởi uy quyền, sức mạnh. Thế gian này, một vạn người sẽ có một vạn kiểu hình không giống nhau. Nhưng dù có ra sao, thì một người có dũng khí sẽ luôn được người khác tôn trọng. Bước vào xã hội, chúng ta không thể tránh được những lúc cảm thấy mông lung, mơ hồ, trong khi những cám dỗ thì bủa vây xung quanh chúng ta trực chờ. Nhưng cho dù thế nào, cũng không bao giờ được tham lam những thứ lợi trước mắt. Trong tình yêu, không đòi hỏi cho riêng mình, càng không được ỷ lại, dựa dẫm quá mức vào người khác. Một người có khí phách cũng thẳng thắn vô tư, tự trọng, tự kỷ luật, không bị tác động bởi tiền tài, danh vọng. Họ hiểu rằng cần phải vượt qua được lớp sương mù dày đặc mới có thể thấy ánh mặt trời. Cho dù thực tế có hỗn loạn cũng vẫn phải bình tĩnh xử lý, không bận tâm tới thị phi trước mắt, cũng không quên giữ trái tim trong sáng thuở ban đầu. Thứ tư là có tri thức uyên bác. Cổ nhân có câu: phúc hữu thi thư khí tự hoa. Trong đầu có kiến thức, mặt mũi tất sáng sủa. Khí chất ở một người nói lên những con đường mà họ từng đi, những quyển sách họ từng đọc và những người họ từng yêu. Một người chăm chỉ đọc sách có thể bồi đắp bản thân, làm phong phú thêm cuộc sống của chính mình, thẩm thấu lĩnh hội tri thức để trở nên thông tuệ. Những quyển sách sẽ hun đúc nên sức mạnh để bạn ung dung tiếp nhận những vui buồn, ly hợp, khó khăn gập ghềnh trong đời. Vì thế có thể nói, sách là ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước. Sách là nhịp cầu kết nối những bờ vui. Sách là cánh buồm dẫn dắt chuyến tàu cuộc đời. Điều thứ năm, sống kiên cường, mạnh mẽ. Kiên cường là tâm thái mà con người ta cần hướng tới trong cuộc đời. Người kiên cường luôn có lòng tin vào bản thân. Khi đối diện với thất bại, không đau khổ, u uất, không bi quan chán nản, vấp ngã lại lấy dũng khí đứng lên, chào đón cuộc sống. Đối diện với bất kỳ sự đả kích nào cũng không bị đánh gục, dũng cảm vượt qua giai đoạn chữa lành vết thương của mình để phấn chấn trở lại. Trên hết, cần kiên trì với mục tiêu mình đề ra, dũng cảm nói lời tạm biệt những chuyện cũ, vật cũ, đón nhận cuộc sống mới với một tâm thái tốt đẹp hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có khó khăn trở ngại, có họa có phúc. Quan trọng là khi va vấp khó khăn, cho dù có hàng nghìn lý do để bạn từ bỏ, thì cái bạn lựa chọn vẫn là kiên cường. Điều thứ sáu, nụ cười luôn tươi tắn trên môi. Nụ cười là vốn liếng cuộc đời dành tặng mỗi người từ khi mới lọt lòng. Nụ cười mang lại sự thân thiện, kéo gần khoảng cách giữa người với người. Nụ cười mang lại sự tự tin, khiến tâm trạng của bạn tốt hơn. Vì thế, bạn hãy là một người hay cười, trải qua mọi thế tục nhưng không trở nên tầm thường. Cười tươi đón nhận sóng gió cuộc đời mà không oán trách, lạc quan tin tưởng cầu vồng sẽ xuất hiện sau mỗi cơn mưa. Ai đó từng nói rằng,
hãy dùng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới. Nhưng đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn. Và điều cuối cùng, điều thứ 7, có ước mơ trong tim. Hãy giữ niềm hy vọng trong tim, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Hãy tiếp tục ước mơ, cơ hội sẽ tìm tới bạn. Nếu như ví cuộc đời mỗi người giống như một con thuyền nhỏ, thì ước mơ chính là cánh buồm căng gió trên con thuyền đó. Người chăm chỉ theo đuổi ước mơ rồi cuối cùng cũng sẽ được tắm mình trong sự rực rỡ của nó. Ai cũng biết rằng đạt được ước mơ luôn là một thứ hạnh phúc khó tả. Nhưng ít ai hiểu rằng có những lúc giấc mơ tan vỡ cũng là một trải nghiệm quý báu. Cho dù ra sao thì ước mơ vẫn là mục tiêu, là kim chỉ nam dẫn đường cho bạn. Vì thế, đừng vội từ bỏ giấc mơ, đánh mất chính mình, dù bạn ở lứa tuổi nào và bận rộn ra sao. Trên con đường theo đuổi ước mơ ấy, hãy luôn giữ cho mình tâm thái trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, để năm tháng không mài mòn đi năng lượng của bạn. Hãy nhìn vào tỷ phú Bill Gates để thấy được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc sống có ước mơ. Bill Gates đã có mọi thứ, từ danh vọng cho đến tiền bạc, sự thành công. Nhưng không phải vì thế mà ông dừng lại những ước mơ của mình. Ông ước mơ được làm nhiều việc hơn cho trẻ em trên toàn thế giới. Ông mong ước quỹ từ thiện của ông được đóng góp nhiều hơn để tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình. Đó là ước mơ làm thế giới tốt đẹp hơn, con người được chia sẻ nhiều hơn. Một cuộc sống an phận là cuộc sống làm nghèo đi những giá trị tinh thần, lâu dần trở thành những tư duy ủ rột. Vậy tại sao chúng ta không chăm bón những ước mơ khi mà ước mơ chẳng ai đánh phí, không tốn tiền bạc để mua?